Dạ sư cho con hỏi là một người tu nữ thì nên đi học các lớp trung cấp hoặc đại học Phật giáo hay là nên học giáo lý trong chùa Nam Tông thôi ạ? Cái nào có lợi hơn? Hiện tại á thì nếu như quý vị muốn toàn tâm tập trung vào giáo lý của Phật, gọi là giáo lý Phật giáo nguyên thủy á, thì nên học giáo lý ở trong chùa Nam Tông thì nó chuyên hơn, nó tập trung hơn. Còn các lớp trung cấp hoặc đại học á, thì chương trình của Phật giáo nguyên thủy á, rất là ít, và có thì nó cũng không có sâu, nó giống như là cưỡi ngựa xem hoa. Cái số tiết mà so với các môn khác thì nó rất là hạn chế. Hơn nữa chúng ta còn phải học như là Lăng Nghiêm, rồi Pháp Hoa, rồi Lăng Già, Hoa Nghiêm vân vân. Đó là những thứ mà một vị tu nữ Phật giáo nguyên thủy hoàn toàn không dùng tới. Hơn nữa thì nếu như quý vị muốn đi học trung cấp hoặc đại học, cao đẳng đại học á, thì sư khuyên là nên đến các trường chuyên của Phật giáo nguyên thủy, ví dụ như là Phật giáo Tích Lan hoặc là Phật giáo Thái Lan hoặc là Phật giáo Miến Điện, thì như vậy á, nó mới chuyên được. Còn do cái điều kiện khách quan ở Việt Nam thì chúng ta sẽ học nó hơi bị thập cẩm ha. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.